Hey, xin chào bạn. Thì đây là sau khi mà mình cho anh bạn Lê Duy Minh 4-1 bạn, thì mình cảm thấy là khá là có lỗi bạn ấy, nên mình bắt đầu bung hết sức để bắt đầu hủ trong những quay sau để không khiến cho bạn ấy thua nữa. Thì mình bắt đầu thả quân, mình với Đạt sẽ bắt đầu thả những quân mạnh nhất để bắt đầu hủ nha bạn. Với ải này thì mình không cần phải bung quá nhiều sức đâu, chỉ cần Deku mát cấp thôi. Hai Deku mát cắt chặn cửa là tụi mình sẽ chiến thắng. Deku Đạt, hai Deku mát cấp chặn cửa là hai mình thắng rồi. Rồi, rồi không cho bạn ấy nữa. Thì ở tầm thứ quay cao cao mình sẽ trở lại nha, chứ thực sự thì mấy cái này không đủ trình độ để cho mà Deku của mình với anh Đạt gọi là ngứa ngáy tay chân gì đâu. Rồi chỉnh thành cho anh Nghiệt để bắt đầu đấm mạnh hơn. Rồi đấy, như bạn thấy đó, tụi nó sẽ không thể nào chịu nổi nhiệt giữa hai Deku đâu. Đấy rồi, trở lại vào những cái thời khắc mà mấy mình quan trọng nha các bạn, những cái highlight của tụi mình. Bye. Rồi thì mình với bạn ấy vừa tâm tự sự nhau đã đến được tới quầy 6 các bạn. Thì hiện tại là Deku của mình với của Đạt có thể up mát rồi, và hai mình bắt đầu đấm bốc mấy con quái này. Mấy giờ có Zenitsu anh không biết, do là những cái quân ở đây mình nghĩ là nó spam ngẫu nhiên các bạn, mình vẫn chưa có tìm được cái quy luật mà nó spam như thế nào, nên mình sẽ không thể nói trước cho bạn biết là mấy giờ spam cái gì. Anh học lớp mấy? Thì đây mình có thể gọi là trao đổi thông tin bạn. Anh lớp 12 rồi em, 12 rồi em. Chung là tâm sự với những bạn này cũng được, mình cũng không ngại đâu. Anh lớp 12 rồi. Bạn này chắc lớp 5. Rồi, tại mình thấy nó lớp 5 mình mới nói chứ không phải gì đâu. Rồi, ok nhé. Rồi thì chắc cái quay này sẽ là quay tâm sự cùng subscriber thôi, chứ không có gì hấp dẫn lắm đâu. Cố gắng học nha em. Với chia sẻ kênh anh cho bạn em với, kênh anh cho bạn em đi đây, cho mọi người biết đến anh. Mời em, ơn em nha. Rồi sao mình đi cứu anh mát rồi này. Farm nữa hả, chơi hạt với trời về. Thấy không, nói chung mấy này ra nhiêu cũng vậy thôi, đâu quan trọng đâu em nhé. Em cũng like và comment, cảm ơn em nhé em nhé. Rồi thì tập này sẽ tập ngắn thôi, nên là mình sẽ skip tới quay 15 khi mà mình với anh Đạt cùng đấm bốc con quái nha các bạn. Bye. Rồi tới quầy 4 bạn, thì Đạt đã ra mai hót để bắt đầu chém đầu mấy con quái nè, khá là nhanh thôi, trận đấu sẽ kết thúc. Thì nãy ngồi tâm sự của bạn này thì nghe bạn nói là ủng hộ kênh mình, cảm thấy rất là vui bạn. Rồi, còn bạn nào muốn ủng hộ trực tiếp mình thì cứ gọi là comment để mình biết là bạn thích video. Còn bạn cảm thấy mà video nó tệ hay sao thì bạn cứ dislike và bắt đầu comment cái mà điểm yếu của mình để mình phát triển ở tương lai. Bạn anti fan cũng đơn giản, chỉ là những cái mà người hâm mộ khó tính mình thôi, mình sẽ cố gắng hoàn hảo hơn để đáp ứng bạn. Thì tới đây thôi là mình có thể gọi là cân hỏi mấy con quái nữa. Nghĩa là cái đoạn kết của cái video này chắc bạn cũng không cần phải xem đâu, tại tụi mình sẽ thủ cái này đàng hoàng, mình sẽ không cho anh bạn ấy, nên là chúng mình sẽ chắc chắn chiến thắng nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye, nhớ để lại một subscribe nữa. Bye.